Chào mừng bạn đến với thành phố tự do Nivira Nha Trang. Hiện nay em đang đứng tại khu San Home đã xây xong móng. Và khu này với chỉ với 1,3 tỷ mà chúng ta có thể được sở hữu những căn hộ lên tới 28m2. Ngay đằng sau của chúng ta là có thể thấy là sẽ view được núi này. Đấy. Và phía bên kia là khu biệt thự nghỉ dưỡng, rồi view ra biển. Và đặc biệt nữa là khu tròn tròn kia là đang xây dựng Beach Club. Và đây chúng ta có tới 168 căn shop house nên khu này sẽ vô cùng nhộn nhịp. Và đặc biệt nữa là ở đây chúng ta có những khu vui chơi cho trẻ em để cả gia đình chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng. Chúng ta còn có những mã san hô nhà chồng. Ở đây mỗi cư dân sẽ có thể có được những mã QR để chúng ta cùng nhau trồng lại những cái cây san hô, giúp cho vùng biển của chúng ta càng ngày càng tươi sạch hơn và không khí trong lành hơn. Ở đây có rất là nhiều điểm check-in độc đáo dành cho giới trẻ. Và đây chúng ta sẽ được sở hữu tới tận 3 bãi tắm. Ở đây chúng ta có Livera de Coco và từ 5 giờ đến 6 giờ chiều chúng ta sẽ được uống một ly và tặng thêm một ly nữa. Chúng ta còn là hàng xóm với Grand Melia Nha Trang, những khu biệt thự đẳng cấp 6 sao hàng trăm tỷ. Nhưng với chúng ta thì sao? Chỉ cần bỏ ra 1,3 tỷ hoặc với vốn ban đầu chỉ 400 triệu là chúng ta đã có được những tiện ích sánh ngang với họ. Để chúng ta có thể tiếp đón những đoàn khách VIP về đây. Còn nếu mà bạn có dư giả tài chính hơn thì chúng ta có khu căn hộ Paramount với tầm 3 tỷ là chúng ta đã có những căn hộ khoảng tầm 45m2 cho cả gia đình mình về sinh sống.